Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn 10, tọa lạc số 423-425, đường 3 tháng 2, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Vinh Sơn 10 thuộc Giáo hạt Phú Thọ, Tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là Thánh Vinh Sơn Phaolô. Dựa vào tài liệu của anh Huy cung cấp, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lược sự của giáo xứ Vinh Sơn 10 cho các bạn biết nhé. Tiền thân của giáo xứ Vinh Sơn 10 là một họ lẻ thuộc giáo xứ Bắc Hà, một giáo xứ lớn, giáo dân đông, tỏa ra khắp các ngã đường ngã 7, Lý Thái Tổ, Nguyễn Tri Phương, đường 3 tháng 2, Ngô Gia Tự, Điện Biên Phủ, và cả khu Bà Hạt, Bà Bầu, Hòa Hảo, Ngô Quyền. Nhận thấy cần thiết phải lập một cơ sở tôn giáo tại đây, ngày 7 tháng 10 năm 1960, Đức cha Simon Hòa, Nguyễn Văn Hiền ban sắc lệnh thiết lập một nhà nguyện dân kính thánh Vinh Sơn Phaolô, giao cho cha Đa Minh Nguyễn Quang Minh, phó xứ Bắc Hà, đặc trách nhà nguyện này. Ngày 16 tháng 10 năm 1960, ban thiết kế xây dựng nhà nguyện 10 x 15 m trên đại lộ Trần Quốc Toản, nay là đường 3 tháng 2. Ngôi nhà nguyện này đã được làm phép vào ngày 29 tháng 1 năm 1961 do Đức cha Đa Minh Hoàng Văn Đoàn chủ sự. Tiếp đó, cha Đa Minh mua thêm 1.610 m², bằng khoáng số 2.071 do ngài đứng tên. Ngày 2 tháng 8 năm 1963, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ký sắc lệnh ấn định ranh giới giáo xứ Vinh Sơn. Ngày 4 tháng 8 năm 1963, cha bề trên Francisco Xavier Trần Thanh Khâm, sau là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, công bố văn kiện bổ nhiệm linh mục Đa Minh Nguyễn Quang Minh làm chánh xứ tiên khởi giáo xứ Vinh Sơn. Ngài đã thiết lập trường trung tiểu học Quang Minh ở tầng dưới của nhà thờ. Có sự cộng tác đắc lực của cha giáo Du Xe Nguyễn Hòa Nhã, cha già Du Xe Ngô Văn Yên cùng nhiều giáo sư nổi tiếng khác trong đô thành Sài Gòn. Tưởng chừng giáo xứ sẽ ngày càng thăng tiến, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi sau năm 1975. Đặc biệt, vào đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 1976, một ngày kinh hoàng nhất không chỉ rúng động toàn thể giáo xứ Vinh Sơn 10 mà còn rúng động toàn dân trong thành phố. Một vụ đụng độ đã xảy ra khiến máu người đã đổ. Cha xứ Đa Minh Nguyễn Quang Minh mãi mãi không trở về nữa. Sau sự kiện này, giáo xứ Vinh Sơn gần như hoang tàn. Cha Gioan Bautista Huỳnh Công Minh được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm. Đến năm 1987, ngài được bổ nhiệm làm cha chánh sở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Cha Phêrô Nguyễn Văn Châu được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm. Cùng phụ tá cho ngài có cha Gioakim Trần Tử Hải. Cả hai cha và cộng đoàn dân Chúa đã cố gắng vực dậy giáo xứ trong đống hoang tàn. Để rồi tháng 10 năm 1988, thánh lễ mừng ngưng khánh của giáo xứ đã được tổ chức trọng thể. Năm 1993, cha Du Xe Trịnh Tính Ý, nguyên phó xứ Bắc Hà, được bổ nhiệm làm chánh xứ Vinh Sơn.
Trong thời gian ở đây, nhận thấy ngôi nhà thờ xuống cấp, nên cha đã hai lần cho trùng tu và xây lại tháp chuông, chỉnh sửa mặt tiền nhà thờ. Hiện Vinh Sơn Phaolô có khoảng 2.300 tín hữu và được gọi vui là xứ hỗn hợp, do tập hợp người dân tín hữu từ nhiều vùng miền. Giáo xứ có khuôn viên thuộc dạng nhỏ hẹp, nhà thờ và nhà giáo lý bên cạnh đã chiếm trọn diện tích, nhưng các hoạt động vẫn rất đa dạng và được tổ chức thường xuyên. Ngoài lễ ngày thường, mỗi Chủ nhật có 4 thánh lễ. Lớp giáo lý dự tòng, giáo lý hôn nhân mở ra mỗi năm 2 khóa. Mỗi khóa quy tụ hàng trăm người học. Các học viên được hướng dẫn bởi những chuyên gia, người có kinh nghiệm do giáo xứ mời về. Các đoàn thể hàng tuần vẫn sinh hoạt và nhiều chuyến đi bác ái đến vùng sâu, vùng xa được khởi xướng. Thuộc khu vực có khá đông các trường đại học, cao đẳng, nhà thờ vì thế còn là điểm đến thường xuyên của nhiều bạn sinh viên, v.v. Vinh Sơn Phaolô còn là một trong số những địa điểm đầu tiên của thành phố có nguồn nước sạch miễn phí hoàn toàn. Ban đầu chỉ là vòi nước nhỏ để người đạp xích lô bán vé số, ghé vô giải khát. Về sau, nhận thấy nhu cầu của người dân ngày một lớn, cha Giuse đã cho thiết kế một hệ thống lọc nước quy mô lớn hơn với 4 vòi nước, mỗi ngày cung cấp nước sạch cho cả trăm gia đình đem về uống. Trong việc đào tạo, giảng viên đều là những bạn trẻ nhiệt thành, sáng tạo, cộng tác lâu năm với giáo xứ. Đội ngũ hạt nhân này khoảng 50 người. Và mỗi Chủ nhật, cha sở sẽ dành thời gian đào luyện, làm dày thêm kiến thức cho họ. Môi trường giảng dạy giáo lý được xem là kiểu mẫu, từ phương pháp dạy học, sự linh động cho học sinh, đến sự tận tụy của người có trách nhiệm, nên nhiều em ở xa cũng đến đây sinh hoạt. Có cả những em đã quá tuổi, khuyết tật cũng được cha mẹ gửi gắm vì sự tin tưởng. Do đó, dù xứ chỉ có trên 2.000 tín hữu, nhưng có khoảng 300 đến 400 thiếu nhi hàng tuần tham gia sinh hoạt. Từ thiện bác ái cũng là một hoạt động trọng tâm tại xứ Vinh Sơn Phaolô, và đối tượng hướng đến là tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Dù quỹ bác ái còn hạn hẹp, hàng năm giáo xứ vẫn xây mới lại nhà cho một gia đình nghèo. Đều đặn mỗi tháng vào dịp Tết đều có phần trợ cấp gửi đến người nghèo trong vùng. Dù phần quà không lớn, nhưng thể hiện sự đỡ nâng, tương thân tương ái, giúp nhiều người kém may mắn cảm thấy ấm lòng. Với người trong xứ, món quà hay được gửi trao cho giáo dân là những chuỗi mâng côi đặt ngay phía cuối nhà thờ. Đây vừa là quà tặng, vừa là để khuyến khích mọi người cầu nguyện, siêng năng giờ kinh gia đình, nhất là trong tháng mâng côi. Một thoáng nhìn lại, Vinh Sơn đã để lại thật nhiều cảm xúc. Ẩn sau cánh cổng sắt tĩnh mịch là một họ đạo với những sức sống mạnh mẽ. Cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích, vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.